Thêm một vụ tai nạn thương tích xảy ra trong trường học, xảy ra trên địa bàn của tỉnh Nghệ An khiến cho một học sinh lớp 5 tử vong ngày hôm nay. Thông tin ban đầu, trong giờ ra chơi buổi sáng ngày hôm nay, một nhóm học sinh trường tiểu học Nam Lộc, xóm 6, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An ra chơi ở khu vực trước cổng trường. Trong lúc chơi đùa thì bất ngờ bức tường gạch cao hơn 1,5 mét đổ xuống đè trúng một số em học sinh, trong đó một em học sinh lớp 5 bị chấn thương rất nặng. Phát hiện sự việc, các thầy cô đã nhanh chóng đưa 5 học sinh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng em này không qua khỏi. Hiện công an huyện Nam Đàn đang khám hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó thì liên quan đến vụ việc hàng trăm phụ huynh của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa không cho trẻ đi học để phản đối việc sát nhập trường gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, thì ngày hôm nay chính quyền địa phương nơi đây cho biết đã quyết định giữ lại hai điểm trường tiểu học. Quyết định này sẽ giúp cho hàng trăm em học sinh không phải di chuyển xa mỗi ngày đi học, đảm bảo sự an toàn cho các em. Nhiều ngày nay, hàng trăm phụ huynh ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa không cho con tới lớp mà tập trung ngoài cổng trường tiểu học và trung học cơ sở để phản đối việc sáp nhập trường. Theo quyết định sáp nhập của Ủy ban dân huyện Nông Cống, trường tiểu học Tế Tân sáp nhập về trường tiểu học Tế Nông. Còn học sinh trung học cơ sở Tế Nông sẽ sang học tại trường trung học cơ sở xã Tế Tân. Riêng hai trường mầm non giữ nguyên. Trước khi sáp nhập, trường tiểu học Tế Tân có 200 học sinh. Còn trường tiểu học Tế Nông có 370 học sinh. Là các cháu nó rất nhỏ. Nếu mà đây cấp 2 ấy, thì chỉ có lớp 8, lớp 9 thì mới đủ sức khỏe là đi sang đó để học. Nhưng lớp 6, lớp 7 là các cháu nó nhỏ lắm mà đạp một cái chiếc xe đạp từ đây sang đó còn học cái gì nữa. Sáng nay anh đi hai cái chia nhỏ nhỏ gì này, nhưng bác kêu đằng sau. Mà sang đến nơi là rộm tới cuốn là bơ sờ người đấy rồi. Về phía huyện Nông Cống, sau khi kiểm tra thực tế và có buổi làm việc với chính quyền địa phương, đại diện ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh, tối qua mùng 9 tháng 9, thường vụ huyện ủy đã có quyết định về việc sáp nhập trường vẫn tiến hành và không thay đổi. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc đi lại học tập của học sinh, tại các trường học cũ sẽ được đặt làm điểm trường, thay vì hàng trăm học sinh phải di chuyển đến trường mới. Vừa xa vừa không an toàn, thì giờ đây thầy cô giáo sẽ được điều động đến điểm trường để giảng dạy. Cũng rất gấp rút thì đồng chí bí thư huyện ủy đã có điện về giao cho cấp ủy chính quyền địa phương là đáp ứng cái nguyện vọng của bà con phụ huynh các cháu học sinh trung học cơ sở, cho phép đối với trường trung học cơ sở thì là một bộ máy lãnh đạo và lựa chọn các điểm trường cho các cháu học tập một cách phù hợp nhất. Địa điểm trường thì nó có cái khó khăn cho quản lý và giáo viên, nhưng nó có cái lợi cho phụ huynh và học sinh, đó là cái cung đường đi của học sinh. Nếu ở hiện tại ở bên của Tế Tân cũ thì học sinh không phải đi lại nhiều, bán kính chỉ có 1,5 cây, và ở bên Tế Nông cũ thì bán kính cũng chỉ 1,5 đến 2 cây. Vậy thì chỉ khó khăn cho quản lý và cán bộ giáo viên, nhưng tôi nghĩ việc làm đấy thì chúng tôi sẽ làm được và quản lý được. Quyết định trên của huyện Nông Cống đã chứng tỏ sự lắng nghe của chính quyền với nguyện vọng và tiếng nói của người dân. Hơn ai hết, học sinh được yên tâm học tập mà không phải lo lắng, không có người đưa đón hay mất an toàn giao thông. Thưa quý vị, bước vào năm học mới năm 2020-2021, nhiều trường học ở các tỉnh miền núi lại đối diện với tình trạng là thiếu giáo viên. Đây là ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông. Năm học 2020-2021, trường tiểu học Thăng Long, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông có 984 em học sinh theo học, tăng 40 em so với năm học trước. Dù số học sinh tăng, nhưng do thiếu giáo viên nên nhà trường buộc phải dồn lớp để đảm bảo điều kiện cho các em được học 2 buổi một ngày. Tuy đã khắc phục, nhưng trong năm học này, trường tiểu học Thăng Long vẫn thiếu khoảng 6 giáo viên. Thì hiện tại thì giáo viên đủ để dạy 2 buổi trên ngày cho học sinh lớp 1, chứ còn từ lớp 2 đến lớp 5 thì chưa đủ. Thành phố Gia Nghĩa hiện có 459 phòng học với gần 15.100 học sinh ở các bậc học, tăng hơn 1.800 học sinh so với năm học trước. Số phòng học cơ bản đáp ứng để bố trí một lớp một phòng học, nhưng số giáo viên thì thiếu gần 150 người. Quan trọng nhất đối với nhà trường hiện nay mà chúng tôi rất là lo đó là về số lượng giáo viên chủ nhiệm trong năm học tới thì thiếu rất là nhiều. Thì nhà trường đã làm tờ trình đề nghị lên phòng giáo dục và đào tạo để bổ sung kịp thời. Đặc biệt là thiếu cục bộ một số bộ môn nên là rất khó khăn trong quá trình phân công chuyên môn
dẫn đến các thầy cô phải dạy chéo môn. Từ đó thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng của nhà trường. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa, nguyên nhân thiếu giáo viên là do số lượng học sinh tăng, phải chia tách lớp. Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Gia Nghĩa chưa được bổ sung biên chế giáo viên, trong khi số lượng học sinh hàng năm tăng nhanh từ 6,5 tới 8% một năm học. Đồng thời, do yêu cầu tinh giản, mỗi năm ngành giáo dục thành phố phải giảm khoảng 10% biên chế. Cái việc mà huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa giáo dục để hợp đồng thêm giáo viên, rồi tổ chức bán trú cho học sinh mầm non, thực hiện chương trình dạy học 2 buổi trên ngày đối với tiểu học và tổ chức bán trú của học sinh tiểu học là còn khó khăn. Thì ngành giáo dục Gia Nghĩa rất mong muốn là có chủ trương, có sự chỉ đạo kịp thời, có hệ thống văn bản để thực hiện được thuận lợi và huy động hết 100% số trẻ trong độ tuổi đến trường. Để đáp ứng yêu cầu tối thiểu dạy và học, thì trong năm học này, các trường học của thành phố Gia Nghĩa cần bổ sung ít nhất 79 giáo viên. Thiếu giáo viên cũng là thực trạng chung của nhiều địa phương khác tại tỉnh Đắk Nông.